Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì tiếp tục cập nhật một số các thông tin liên quan đến câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Thì từ tối đêm qua đến bây giờ, một số thông tin liên quan đến câu chuyện của luật sư Lân, thì chúng ta có thể khẳng định một điều là luật sư Lân ngày hôm nay đã chính thức bị khóa mõm rồi, cô chú anh chị. Khi mà Lê Thanh Minh Tú cũng như là tối hôm qua thì có cả cô Lan lên chia sẻ cái thông tin mà cái kênh YouTube Nhật ký luật sư, lý do vì sao ẩn kênh và tình hình sức khỏe hiện tại của ông Lân ra sao. Cái thứ nhất, cái lý do mà hai nhân vật lên live là để gọi là trấn an một số những cái khán giả, những người mà yêu quý thiền Ai Bên Độ Vũ Trụ cũng như là vẫn còn u mê để mà có thể nói ủng hộ một số những cái cá nhân đang bên vực thiền Nam như là một số luật sư online. Trên thực chất đó, thưa quý vị, thì những người yêu mến thiền Nam bên bộ vũ trụ là có những rất là nhiều người nha. Họ có cái tấm lòng đi làm từ thiện. Chúng ta không thể gom hết vào nói rằng là những cái người yêu mến thiền Nam, yêu mến những đứa trẻ gọi là u mê một cách bất chấp được, mà chúng ta phải nói đến cái những cái luận điệu, những cái ngôn ngữ của các cá nhân họ đang bảo vệ cho thiền Am. Có một số họ dẫn dắt quá giỏi khiến cho những cái khán giả, những mạnh thường quân họ lầm tưởng và họ tin tưởng, đến giờ phút này họ vẫn còn tin một số điều mà các cá nhân mang danh, mang danh là luật sư nha. Nếu như không có những cái người mang danh là luật sư là thạc sĩ, họ cho rằng là họ am hiểu luật, họ hiểu pháp luật, rồi thậm chí là họ tuyên bố khẳng định điều này, khẳng định điều kia, thì Thanh Quyền đánh giá rằng đó, vào thời điểm hiện tại thì chắc chắn một điều rằng đó là những cái người mà họ vẫn còn tin tưởng, họ còn gửi tiền về đó, thì họ đã hiểu hết và nhận ra một điều, các nhân vật bên trong thiền Am và vũ trụ là lừa đảo rồi. Chính vì vẫn còn một số những cái cá nhân này khiến cho mạnh thường quân họ vẫn còn một gọi là một chút gọi là niềm tin vào cái nơi gọi là thiền Am vũ trụ, với cái lối dẫn dắt sai sự thật của các cá nhân luật sư, những người bên vực cho thiền Am, cũng như đó là họ khiến cho những người mà yêu quý thiền Am nè, những người người ta thích làm từ thiện nè, hiểu sai về vấn đề và mất đi cái lòng tin vào gọi là về phía cơ quan chức năng, đảng và nhà nước của chúng ta. Khiến cho cái câu chuyện ngày hôm nay nó vẫn còn đang trong cái quá trình gọi là kéo dài và cực kỳ căng thẳng, thưa quý vị. Tối ngày hôm qua đó thì được biết là ngoại trừ cô Lan, ngoại trừ Minh Tú thì còn một trong những cái nhân vật nữa, đó chính là ông luật sư ẩn danh. Ông đã lên một trong những cái buổi live trên cái kênh của cô Thanh Trần. Thanh Trần thì đã giao kênh cho luật sư ẩn danh rồi, bởi vì cô này nó cũng trong cái tình trạng giống như ông Lân, bị khóa mõm, cũng như là không thể nào có những cái phát ngôn liên quan đến câu chuyện của thiền Am. Đó là một trong những cái cơ hội mà về phía cơ quan chức năng đã cho cái cô thủ kho này, Thanh Nguyện đánh giá là như vậy. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà cô thủ kho này cũng như là ông Lân mà bị khóa mõm đó cô chú anh chị, thì về phía cơ quan chức năng họ vẫn đang trong cái quá trình tiến hành điều tra, xem xét những hành vi với những phát ngôn của các nhân vật này xem có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay là không. Nếu như có thì đánh giá rằng họ sẽ chắc chắn một điều khởi tố và bắt tạm giam đối với gọi là ông Lân cũng như là cô thủ kho. Thì chúng ta có thể thấy là cái khả năng mà có vi phạm hay không thì chắc hẳn rằng rất là nhiều quý vị khán giả chúng ta cũng sẽ biết được. Với những cái phát ngôn vu cáo công an như vậy thì rất là khó thoát được. Thứ nhất đó chính là tội danh 331. Bên cạnh đó, nếu ăn thêm một số những cái lá đơn nữa thì sẽ gọi là có cái tội danh gọi là vu khống và làm nhục người khác, đưa những cái thông tin gọi là xuyên tạc. Mà từ bữa đến bây giờ đó thì về phía Trung ương, đặc biệt là phía Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô cũng đã có những cái khuyến cáo dành cho những người dân, những người sử dụng mạng xã hội trên tất cả những cái nền tảng, thưa quý vị. Ngày hôm qua đó thì ông luật sư ẩn danh có chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến cái vấn đề tiền bạc đặt gửi vào thiền Am vũ trụ. Nhưng mà ngay lập tức đó
thì anh chàng con trai có thể ông nội mới sáng đây luôn, mới sáng đây thì anh ta đã tạo một trong những cái luồng lai bóc trần những cái sự thật cũng đáng sợ liên quan đến cái vị luật sư ẩn danh này của chú anh chị. Chúng ta được biết đó, anh Lăng với cô Thủ Kho thì nổi tiếng là luật sư gọi là kiếm tiền, còn ẩn danh thì ngày hôm nay Minh Tú đã bóc ra một số những cái sự thật, thậm chí còn khẳng định rằng mình đang còn giữ tin nhắn và sẵn sàng tung lên trên mạng xã hội liên quan đến những tin nhắn gạ gẫm những người phụ nữ xung quanh Thiên An Bảo Trụ. Thì đây là một trong những cái điều rất là bất ngờ nha. Đối với các luật sư khác đó thì họ thích tiền, còn đối với ông ẩn danh này thì lại thích phụ nữ. Cái điều đặc điểm này thì ông ẩn danh này rất là giống với thầy ông nội nha. Rõ ràng là có lẽ rằng là khi mà hoàn tất cái thủ tục gọi là tờ di chúc gì đó cho ông Lê Tùng Vân thì luật sư ẩn danh này ông ta học rất là nhanh. Không biết rằng là thầy ông nội có truyền được một số bí kíp gì cho nhân vật này. Nhưng mà ngày hôm nay thì Minh Tú nói rằng đó là từ trước đến giờ, khi mà kể từ khi cái ông ẩn danh này xuất hiện thì đi gặp gỡ người này người kia thì ai cũng đều tố ông này có những cái hành vi lời nói và tin nhắn gạ gẫm người khác, đặc biệt là những người phụ nữ. Ông ta gặp gỡ ai thì cũng có đều những cái tin nhắn gạ gẫm như thế này như thế khác. Và Minh Tú đó là chia sẻ rằng nếu như mà còn tiếp tục thì anh ta sẽ sẵn sàng tung những cái tin nhắn gạ gẫm người khác của luật sư ẩn danh này trên không gian mạng. Thì thật ra đó, đối với luật sư ẩn danh thì ông ta thể hiện được chính xác cái giới tính của mình là nam, cho nên là cái vấn đề gạ gẫm thì nó cũng gọi là khá là bình thường. Nhưng đặc biệt thưa quý vị, ông này đã có vợ, có gia đình và có con cái, thì đây là một trong những cái hành vi mà có thể nói là nó không được gọi là tốt cho lắm. Bên cạnh đó thì chúng ta đã thấy rồi, gặp người nào đó thì cũng nhắn tin gạ gẫm, gặp người nào cũng ý muốn chiêu dụ. Đó là một trong những cái gọi là cái sự việc của ông Lê Tùng Vân ông đã từng làm ra. Thì rất giống những cái câu chuyện mà của luật sư ẩn danh ngày hôm nay. Và xoay đi xoay lại chúng ta có thể thấy là những người mang danh là luật sư thạc sĩ trong những drama đặc biệt hơn đó, đó chính là trong câu chuyện của Thiện Am, thì nó có cái gì đó rất là đặc biệt. Nào là cô Thủ Kho nè, thường thì cô Thủ Kho thì thích gọi là tiền, cũng như ông Lăng thì thích tiền, thích quà, thích nhậu nhẹt. Còn ông Sơn thì lại thích gọi là gái. Thì ba người này cộng lại thì chúng ta có thể thấy là một trong những cái bộ ba khá là đặc biệt, những người mang danh gọi là tri thức, mang danh là luật sư trong câu chuyện của Thiện An Bảo Trụ. Tối ngày hôm qua thì với một trong những cái giọng điệu của cô Lan khá là ấp úng và gặp ngừng, giống y chang như Minh Tú thôi. Khi mà chia sẻ câu chuyện với luật sư Lăng, đây là một trong những cái buổi live mà trấn an dư luận của hai nhân vật này. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rất nhiều những cái đặc điểm mà hai người này để lộ ra cho thấy hiện tại tình hình của ông Lăng đang cực kỳ nguy hiểm. Đơn giản, trước tiên là người ta sẽ cấm nói, thứ hai là người ta sẽ đang trong quá trình điều tra, y chang như cái câu chuyện cô Thủ Kho thôi. Cô Thủ Kho như ông Lăng bây giờ là không thể phát ngôn mà chỉ chờ đợi thôi, ngồi chờ thôi, ngồi chờ mà người ta điều tra xem xét xong, nếu như có vi phạm chính thức khởi tố thì người ta sẽ gọi là mang xe đến rước hai người này điên lượt luôn. Cô chú anh chị, riêng đối với cái vấn đề của cô Lan thì cô Lan cho rằng đó bản thân của mình trong thời điểm hiện tại đó vẫn đã an toàn, nhưng mà với những cái giọng điệu dường như nó muốn trăn trối rưng rưng dòng lệ với đó cô chú anh chị, muốn quay xe cũng quay không được, tất cả mọi thứ đã quá trễ rồi. Một trong những cái lời nói mà chúng ta có thể thấy là rất là tội nghiệp cho cô Lan. Rất là tội nghiệp luôn. Nhưng mà kể đi thì phải kể lại, cô Lan là một trong những người mà có thể nói là lớn tuổi nhất trong những gọi là người mà phản biện bên phía Thiền Am bên Bảo Trụ thưa quý vị. Nhưng mà cô Lan lại bị dẫn dắt bởi một số cá nhân còn rất là nhỏ tuổi. Nói thẳng ra cô Lan già, cô Lan lớn tuổi rồi, nhưng mà cô Lan vẫn còn rất là dại dột, một trong những cái sự dại dột cực kỳ lớn. Khi mà người ta đưa cô Lan vào làm tổng quản như thế này như thế kia đó, đó chính là một trong những con đường mà đưa cô Lan vào đường mà cô Lan không thể thoát được. Là một trong những người giữ tiền
mà trong khi câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản người ta đang gọi là khởi tố vụ án thì lại đưa cô Lan vào những cái câu chuyện giữ tiền, thì khiến cô Lan không thể nào ra được trong cái sự việc này. Đặc biệt hơn, cô Lan lại hàng ngày tung hô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những người phản động Chúa. Thưa quý vị, mỗi lần like của cô Lan thì đều phát cái bài hát của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và thậm chí binh vực cho người ta. Chưa nói đến cái câu chuyện mà đã liên lạc rồi nhận tiền vân vân. Rõ ràng cô Lan với Minh Tú là một trong những người hoàn toàn có đủ cái nhận thức và kiến thức biết rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những cái kẻ phản động, và chỉ cần liên lạc thôi, nói chuyện qua lại thôi, đừng chưa nói đến cái câu chuyện nhận tiền, thì đây là một trong những cái điều mà người ta sẽ gọi là xem xét rồi. Chưa đến nói cái chuyện câu chuyện nhận tiền. Như vậy mà cô Lan vẫn còn bênh vực hàng ngày và nói rằng là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã giúp cho Thiện Nam rất nhiều. Đặc biệt hơn, các cá nhân luật sư này hiện tại nè, chính là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã giới thiệu cho Thanh Minh Tú. Vậy thì cho chúng ta được thấy rằng cái mối quan hệ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với Minh Tú, với cô Lan là đã mật thiết như thế nào rồi, thưa quý vị. Thì đây là một trong những cái điều mà cô Lan sắp tới đây phải trả lời cho cơ quan chức năng biết được cái mối quan hệ giữa cô Lan và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và giữa Minh Tú, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là như thế nào. Đây là một trong những cái điều mà cực kỳ quan trọng và trong những cái tình tiết liên quan đến cái yếu tố nước ngoài trong câu chuyện của Thiền Am Vũ Trụ, chúng ta có thể thấy rõ cái điều này. Các luật sư này có phải đã quen Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ trước, hay là khi bước vào câu chuyện của Thiền Am thì họ quen qua cái mối quan hệ của Đinh Minh Tú hay là cô Lan thì mới giới thiệu cho các luật sư này? Đây là một trong những cái điều mà cũng khá là quan trọng nha cô chú anh chị. Nếu như các luật sư này đã có những cái mối quan hệ từ trước với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và giữa họ đã có những cái thỏa thuận gì đó trong câu chuyện của Thiền Am, rõ ràng họ đang muốn dùng Thiền Am để mà có thể nói là một trong những cái bàn đạp, là một trong những câu chuyện để mà họ xuyên tạc, họ đánh vào cái lòng dân, những người mà thiếu hiểu biết, họ dễ dàng dẫn dắt đó quý vị. Họ sẽ khiến cho những người dân này mất đi cái lòng tin vào phía cơ quan chức năng, đặc biệt là chính là Long An. Thì ngày hôm nay đó, cái mục đích của họ dường như đó, nó cũng có một số cá nhân vẫn còn đang u mê, vẫn ít nhiều thì cũng đã có rồi. Đây là một trong những cái hệ lụy cực kỳ nguy hiểm cho đến thời điểm hiện tại nha. Cho nên cái động thái ngày hôm nay khi mà khóa mõm hai nhân vật này thì thứ nhất là khiến cho mạng xã hội nó gọi có thể nói là bớt đi hai cái thành phần nguy hiểm, nhưng mà nó vẫn chưa có thể gọi là dập tắt đi, khi mà chúng ta có thể thấy là còn rất là nhiều người ngày hôm qua vẫn lên trên cái buổi livestream của mình trấn áp rồi hù dọa người này hù dọa người kia, thưa quý vị. Thì đây là một trong những cái điều mà vẫn còn những cái hệ lụy của các nhân vật này họ để lại, thưa cô chú anh chị. Họ cho rằng là cái việc mà ẩn kênh xem như là luật sư Lân đi nghỉ dưỡng một thời gian thôi, cứ để cho những người kia lên công kích và sớm muộn gì cũng bị bắt, rồi cho đến là bị Sở Văn hóa Thông tin Truyền thông xử lý. Thưa quý vị, thì nếu như là những bất kỳ ai có những cái phát ngôn không đúng, phát ngôn gây kích động thù hận thì tất nhiên sẽ bị xử lý rồi. Cái điều đó thì không cần phải gọi là đe dọa ai cả. Điều đó là điều hoàn toàn, và về phía các thông tin báo chí, phía cơ quan chức năng họ cũng đã thông báo rất nhiều lần về cái sự việc mà cái chuẩn mực phát ngôn trên không gian mạng dễ dàng vi phạm trong những cái điều 331, cái lằn ranh giới đó, nó rất là mong manh, thưa cô chú anh chị. Ngày hôm nay khi mà các cá nhân này dùng những cái lời này nhưng mà với cái thái độ rất là hoảng sợ rồi, rất là hoảng sợ rồi, riêng Lê Thanh Minh Tú rất còn ngông cuồng nha cô chú anh chị, tự tin cho rằng là tại sao nếu như mà bị sai đó thì những cái kênh anh ta cũng đang phát sóng, sao mà cơ quan chức năng không xử lý. Có nghĩa là mỗi lần anh Lăng này like thì Minh Tú đều gọi là tiếp sóng, và còn nói rằng đó tại sao công an thành phố Hồ Chí Minh, công an Long An thì không có quyền khi mà ông Lân đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là nếu như mà ông Lân á, ông ấy gọi là vi phạm hoặc tội phạm ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ cho rằng là chỉ có công an thành phố Hồ Chí Minh có quyền bắt và xử lý, còn công an Long An thì không thể. Thì đây là một trong những cái giọng điệu mà chỉ có thể gọi là qua mắt hoặc lừa bịp được một số những cái khán giả họ u mê thôi, thưa quý vị. Còn mà chúng ta thì chúng ta dễ dàng nhận ra, đâu có cái câu chuyện mà chúng ta phạm tội ở cái tỉnh này thì cái tỉnh khác không được bắt đâu, chỉ cần có một cái lệnh thôi cô chú anh chị.
Thì chúng ta được biết là phía Cục An ninh mạng Bộ Công an cũng gửi tin báo về tội phạm thôi. Thì ở Long An họ có cái nhiệm vụ đó chính là điều tra xác minh. Nếu họ điều tra xác minh chính xác rồi, họ hoàn toàn có thể xin lệnh phối hợp cùng với Công an Thành phố Hồ Chí Minh để di lý bất cứ nhân vật nào, bất cứ nhân vật nào có hành vi phạm tội ở tất cả các tỉnh thành nào đều có thể mang về Long An hết cô chú chị, chỉ cần họ có một trong những cái lệnh thôi. Thì cái điều này hỏi rất là dễ dàng để mà xin được. Chúng ta có thể thấy như là ông Trần Văn Sĩ cũng vừa bị gọi là di lý từ Nha Trang về Vĩnh Long. Ông ta ở Vĩnh Long, tại sao mà Công an Vĩnh Long không bắt mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt? Nó có liên quan đến vụ án mà họ đang điều tra thì họ có thể xin lệnh bắt hết, chứ không có cái câu chuyện mà anh phạm tội ở tỉnh này thì tỉnh khác không được bắt đâu. Như vậy thì rõ ràng thì sẽ có rất là nhiều người họ gọi là phạm tội ở tỉnh thành này, họ bắt đầu họ trốn sang khu vực khác, họ đi sang gọi là tỉnh thành khác, họ vi phạm ở Cà Mau, họ trốn lên Cao Bằng hay là những cái tỉnh thành khác thì không bắt được hay sao? Một trong những cái điều vô lý mà các nhân vật này họ cũng nghĩ ra để mà họ dẫn dắt. Nếu như họ nói như vậy thì một người ở từ ngoài Hà Tĩnh vào, họ nguyên quán ở Hà Tĩnh, họ vào Thành phố Hồ Chí Minh, họ phạm tội ở Thành phố Hồ Chí Minh, xong họ bay về Hà Tĩnh, như vậy thì Thành phố Hồ Chí Minh không bắt được hay sao? Đây là một trong những cái điều mà chỉ có những cái fan u mê họ mới còn gọi là tin và ngộ nhận cái điều này thôi cô chú anh chị. Riêng với Đào Kim Lân, với Thanh Trần thì Thanh Nguyên tin rằng sau khi có những cái kết luận điều tra thì hai nhân vật này sẽ đúc đích xe vào tới nhà để mà rước hai nhân vật đi một trong những khoảng thời gian sớm nhất. Đó là một số cái thông tin mà sáng ngày hôm nay Thanh Nguyên xin cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Thanh Nguyên vẫn tin rằng những khán giả, những mạnh thường quân là một trong những cái người mà có cái tâm từ thiện đó, thì vẫn luôn có những cái gọi là cái sự sáng suốt dành riêng cho bản thân mình. Đừng để cái lòng thiện của mình nó bị gọi là lợi dụng bởi những các người mang danh là luật sư, mang danh là thạc sĩ, tự cho mình là am hiểu luật rồi sau đó dẫn dắt dư luận. Chúng ta là những người làm thiện thì chúng ta đừng nên bị lợi dụng, phải sáng suốt và nhận ra những cái sự thật này để không còn mà bị kẻ khác gọi là lợi dụng nữa quý vị. Như CEO Nguyễn Phương Hằng đã từng nói, hãy là người từ thiện đúng cách. Đó là một trong những cái lời Thanh Nguyên mong rằng khoảng thời gian sắp tới thì sẽ còn rất rất nhiều người nữa họ sẽ hiểu ra và nhận ra trong câu chuyện của Thiện Am Bộ Trụ dung túng cho những kẻ lừa đảo, là chúng ta đang tiếp tay cho họ lừa gạt xã hội, lừa gạt gọi là những người dân của chúng ta. Thưa quý vị, đó là một trong những cái gọi là không phải làm từ thiện nữa, nó là trở thành một trong những hành vi tiếp tay cho lừa đảo rồi. Mong rằng những cái mạnh thường quân đã từng gửi tiền rồi ngày hôm nay vẫn còn chưa nhận ra thì hãy sớm tỉnh lại thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Thanh Nguyên cũng sẽ liên tục cập nhật một số cái thông tin gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Xin cảm ơn. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.